Xin chào, chào mừng tất cả các anh chị, các nhà đầu tư đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Tân An Long An. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem video của tôi. Chúc tất cả các anh chị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng. Và tôi là Quỳnh Thọ đây. Sự thắc mắc về dòng sản phẩm cũng như tất cả các anh chị có nhu cầu về sản phẩm, anh chị hãy liên hệ vào số điện thoại 0828367167 và cảm ơn tất cả các anh chị. Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.